Toàn xin chào anh chị em đến với kênh Bất Động Sản Vĩnh Long Thanh Toàn, nơi ký nhận mua bán nhà đất khu vực Vĩnh Long. Hôm nay là Toàn muốn giới thiệu đến anh chị em mình một miếng đất nền thuộc xã Phú Quế, huyện Long Hồ của tỉnh Vĩnh Long. Cái miếng đất nền mà Toàn muốn giới thiệu đến anh chị em mình á, phạm vi trong vòng một cây số thôi là nó có nào là chợ nè, trường học nè, ủy ban nhân dân nè, ngân hàng nè, đầy đủ các kiểu con gà điểu luôn, không thiếu gì cả. Theo như Toàn được biết á, là cái xã Phú Quế này á, là nó sẽ được lên thị trấn. Theo như Toàn đón hen, đón thôi nghe trời, là trong năm nay nó sẽ lên được thị trấn. Còn biết thời gian chính thức như nào thì mấy cha tôi mới biết thôi, chứ còn riêng Toàn thì chỉ đón vậy thôi. Còn đây á, là con đường lộ trước đất của mình. Con lộ trước đất của mình chắc được 2,5 m. Xe hơi, anh chị nào có xe hơi thì chạy vô tới nhà là bình thường, không thành vấn đề gì hết nha. Ở đây mà vấn đề về điện và nước thì anh chị em mình khỏi cần phải bận tâm. Theo Toàn được biết thì khu vực này nó cũng khá là an ninh nha anh chị em, chứ nó cũng không có phức tạp gì đâu. Cái miếng đất nền này thì nó rất là phù hợp cho anh chị em mình làm công nhân. Tại vì cái miếng đất nền này á, đây là tới khu nghiệp Hòa Phú á, lớn nhất của Vĩnh Long á, thì nó cách khoảng chừng 2 cây số à, nó rất là gần. Lại thêm có chợ và trường học nữa, lộ mà lộ xe hơi như vậy nữa thì nó rất là tốt rồi. Cái miếng đất nền mà Toàn muốn giới thiệu á, là cặp cái nhà có bức tường đen đen trước mặt Toàn nè anh chị em. Phía bên trái của màn hình đó, cặp bức tường đó đó, ngang qua 5 m là lậm. Cái miếng đất nền của mình á, là tổng diện tích của nó là được 81 m, ngang trước, ngang sau, ngang nào cũng là 5 m hết. Và hai cạnh dài của nó, cạnh nào cũng là 16 m 2 tấc hết nha anh chị em mình. Còn vấn đề về hiện trạng đất á, là đất trồng cây lâu năm. Và cuối đất mình có con kinh nữa, để Toàn đi xuống lại làm sao rồi Toàn quay con kinh luôn cho anh chị em mình xem. Thật ra đất mà có con kinh thấy vậy chứ nó rất là quan trọng nha anh chị em mình. Có nhiều anh chị em mình á, mua đất á, mua rồi xong chỉ coi đường lộ rồi thôi, chứ không coi cái đất nó có đường xử lý nước sinh hoạt hay không. Mua rồi các nhà cũng chẳng biết làm sao mà sống luôn, sao mà ở luôn. Và cái miếng đất này á, là chủ kêu bán với cái giá là 470 triệu. Giá cả thì có thể là thương lượng với lại chủ đất. Còn giấy tờ thủ tục chuyển nhượng á, thì chủ đất sẽ bao cho anh chị em mình luôn. Và cũng từ vị trí của miếng đất này á, mà về tới trung tâm của thành phố Vĩnh Long mình á, thì nó mất 20 phút chạy xe. Khoảng cách của nó là 13 km nha anh chị em. Ở đây á, thì bà con mình ở đông lắm. Tại đây thật ra miếng đất này đây nó có nhiều tiện ích lắm. Và đất này mai mốt nó còn lên giá nữa chứ không phải vậy thôi đâu. Đây đây là con kinh, là con kinh cuối đất nè. Thấy không? Đen mùng, đẹp không? Thấy vậy chứ mà không có nó là thấy nó đen vậy chứ mà không có nó là đôi khi là rối chứ nó chứ không phải giỡn đâu. Để Toàn quay sơ lược vòng vòng cái miếng đất của mình cho anh chị em mình xem luôn. Miếng đất của mình á, thật ra cái đường này á, thì nó mới mở thôi, tại nó sắp lên thị trấn nên nó làm đường xá đồ khí thế lắm. Cái đường này mới mở đây thôi, và đồng thời á, là bà con mình ở khúc trước là nó cũng muốn bít hết rồi. Ở đây thì khu vực này thì không bao lâu nữa nó cũng chật cứng thôi. Còn đây là đứng ở cuối đất nhìn ra ngoài lộ nè anh chị em mình. Và cũng từ vị trí của miếng đất này á, về tới cầu Cần Thơ thì mất 45 phút chạy xe. Khoảng cách của nó là 30 km. Và cũng từ bến xe miền Tây anh chị em mình muốn về đây mua miếng đất nhỏ nhỏ xinh xinh này á, thì mất 2 giờ 30 phút chạy xe. Khoảng cách của nó là 129 km. Cái miếng đất nền mình á, thì nó chỉ vậy thôi. Anh chị em mình á, muốn xem đất thực tế hơn á, thì vui lòng liên hệ với Toàn qua số điện thoại là 0923 033 039, hoặc 0923 273 279. Vui lòng liên hệ với Toàn trước 1 tiếng đồng hồ nghe anh chị em mình. Trước 1 tiếng đi rồi mới dẫn xem được, chứ mà liên hệ kêu đi liền đi không được đâu, dẫn cũng phải chịu à. Tới đây thì anh chị em mình phải chia tay rồi. Toàn xin chào anh chị em mình nha. Toàn kính chúc anh chị em mình thật nhiều sức khỏe.